Xin chào mọi người. Xin chào tất cả anh chị em nhân viên phòng bán hàng của công ty Phan Nhân. Xin chào quý khách hàng trong cả nước. Phan Nhân là một công ty chuyên cung cấp các loại mũi khoan, mũi phai, các loại mũi tiện, các loại mũi khoét. Nói chung là những cái loại vật tư cơ khí. Vật tư cơ khí thì hiện tại là công ty chúng tôi đang cung cấp rất nhiều nhãn hiệu hàng, trong đó có nhãn hiệu Nachi. Thì Nachi thì nó đặc trưng của nhãn hiệu Nachi thì nó đặc trưng về các loại dụng cụ cơ khí là các loại mũi khoan, mũi phai, mũi taro. Thì trước đây Hùng có review một số cái clip về các mũi phai. Thì hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị và các bạn một số cái loại mũi taro mà hiện tại là Phan Nhân đang bán. Bên cạnh đó thì Hùng cũng đọc cho anh chị để anh chị các bạn biết một số cái quy cách mà mũi taro nó đi theo cái bức răng của nó. Trước tiên là trên tay của Hùng đang cầm cái mũi taro sắn. Đây là cái mũi taro taro rang, dùng để tiện làm rang những cái bức rang của bu lông. Thì cái bức rang của bu lông á, tùy theo lớn nhỏ kích cỡ khác nhau thì nó cũng tương tự như cái bức rang của taro. Bởi vì taro sinh ra để làm rang cho bu lông nên bu lông nó đi theo cái bức rang của taro. Thì taro này á, taro dụng cụ cơ khí này hiện tại là Phan Nhân đang bán có hai loại, một loại là taro thẳng như thế này và một loại taro sắn. Taro sắn thì taro của nó cái kiểu nó giống như hình chữ S anh chị các bạn, nhưng bức răng nó cũng giống nhau nha, bức răng giống nhau, chẳng qua là cái độ phá của mỗi loại thôi, taro thẳng và taro sắn. Thì hiện tại là công ty chúng tôi đang có quy cách từ M2 tới M36, nhãn hiệu của nó là Nachi. Thì Nachi là một nhãn hiệu làm mưa làm gió ở thị trường Việt Nam về những cái loại hàng này mấy chục năm qua rồi, và hiện tại là bây giờ vẫn còn được tin dùng và đang làm mưa làm gió anh chị các bạn. Thì nhân đây Hùng cũng đọc cho anh chị và các bạn một số quy cách mà hiện tại là công ty Phan Nhân đang có, để anh chị các bạn khi anh chị các bạn có nhu cầu, anh chị các bạn chọn mua và dựa trên những cái thông tin đúng này, anh chị các bạn có thể kiểm soát cái quy cách hàng hóa. Và thông qua cái clip này anh chị các bạn đã nhìn thấy cái sản phẩm này rồi, và anh chị các bạn cứ chờ nhận hàng sau khi anh chị các bạn đã chốt đơn. Thì hiện tại là cái mũi taro này nó có M2 thì bức răng của nó là 0.4, M2.5 thì nó có bức răng 0.45, M2.6 thì có bức răng của nó là 0.45, M3 thì bức răng của nó 0.5, M3 thì cũng có bức răng là 0.6 nữa, M3.5 thì nó có bức răng 0.6, M4 là bức răng của nó 0.7, M5 bức răng của nó 0.8, M6 thì bức răng của nó là 1, và M6 cũng có bức răng 0.75 nữa. M7 thì bức răng của nó là 1, M8 là bức răng của nó 1, M8 cũng có bức răng của nó 1.25, M10 bức răng của nó có bức răng 1, và M10 cũng có bức răng 1.25, và M10 cũng có bức răng 1.5. Trong cái M10 taro M10 nó tới 3 loại bức răng luôn nha anh chị các bạn, tùy theo cái bu lông nhuyễn, bu lông thưa, bu lông thì anh chị các bạn có thể chọn bức răng của M10. Rồi tới M12 M12 thì có 1.25, M12 thì nó có 1.5, và M12 thì cũng có 1.75. Tiếp theo là M12 thì nó cũng có ba size quy cách, ba size bức răng. M14 thì có 1.5, M14 thì có bức răng 2.0. M16 thì có bức răng răng nhỏ là 1.5, và M16 có bức răng 2.0 nữa. M18 thì có bức răng 1.5, và M18 có bức răng 2.5. M20 có bức răng 1.5, và M20 thì cũng có bức răng 2.5. M22 thì cũng có bức răng 1.5, và M22 thì cũng có bức răng 2.5. M24 thì có bức răng 1.5, và M24 thì có bức răng 3 ly. Rồi M27 thì có bức răng 3 ly. Thì đó là một số cái thông tin cái mũi taro nhãn hiệu Nachi, cái loại hàng đó, cái loại quy cách đó. Thì rất mong quý anh chị và các bạn khi mà mình chọn mua cái loại hàng này á, anh chị các bạn cho chúng tôi thông tin cụ thể như sau:
đó là anh chị các bạn chọn tarot thẳng hay tarot sắn, quy cách bao nhiêu và bức tranh của nó là loại gì chính xác. Thì công ty chúng tôi sẽ nhận thông tin của quý anh chị và các bạn thông qua số điện thoại 0915 886 916. Đây cũng là số Zalo, anh chị các bạn cứ gửi thông tin qua Zalo và công ty chúng tôi sẽ gửi báo giá nhanh. Đồng thời những cái hàng này thì công ty chúng tôi luôn có hàng sẵn và chúng tôi sẽ ship hàng trong ngày. Mến chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.